tại bộ tư chiến á, nay ngày 18 tháng 6 năm 2020 mình về có 8 con bò VIP anh ơi. Con bò này con là con số 1 ha, là con ba bê kem ha. Quay tổng thể hết mấy anh em xem phần đầu ha. Đây, phần đầu là con số 1 rồi ha. Con ba bê kem, con số 2 là con Pháp. Con số 3 là con Pháp. Con số 4 là con Pháp, con số 5 là con Pháp ha. Mình bắt cái bò, mình bắt cái ghim vai nó phải hở ha. Đây là cái vai là con số 1 nè. Cái bao của anh em là con ghim vai, cái con này là 4 tấc vai ha. Sân lưng rất là rộng. Đùi bản. Ha, đùi rõ luôn nè, đùi cục ra, muối lặn lặn ra ha, là con số 1 lần bay kem ha, quay từ lô cho mấy anh xem ha. Đây. Con số 1 là con ba bê kem. Con số 2 là con Pháp, phần đầu nó là phần ghim vai, phần sân lưng. Đó, bản đùi. Đó. Rất là rộng nha, hình thẳng băng như cái súng ha. Nè, phần thay trên sau con số 3. Đó, hình thẳng băng luôn. Phần đầu, phần ghim vai, mình bắt bò là cổ lãi, cái dây lép đít nhọn là mình không bắt ha. Đó, mình lựa con bò cực quýp luôn, mình nuôi sau mình nuôi chất thịt, chất lượng thịt nó rất là nhiều. Mình bán được 6 mấy 30 triệu, mình bắt bò lép lép nuôi bán nhiêu 4 mấy triệu là không được đó. 45 47 triệu à, bắt con lép lép. Mình bắt cái hình nó là như thế này. Phải xem cái ngoại hình ha, đòn nó dài, lưng thẳng rồi dằn đầu, cổ rô. Đó, cổ thắt lại là gọi là cổ rô. Hai chân trước, hai chân sau tôi quay tổng thể hết à. Mình cầm cái máy mình quay từ cái máy đến thân con bò đúng 3 mét chuẩn. Đây tôi quay xa cho anh em thấy tổng thể hết rồi ha. Đây phần ghim vai, phần sân lưng đòn là rất là dài nha. Mình có một cặp hấp kem lỡ lứa đó ha. Đây là cặp số 1. Cặp số 2 là cũng hấp kem là nhỏ hơn cặp kia là 1 chấm nha anh em, 1 chấm là 9-10. Cặp số 1 lỡ lứa nè. Đây, cặp số 1 lỡ lứa là cặp hấp kem. Đây, đòn rất là dài, hình thẳng băng cái súng nha. Lưng dài dài rộng nha, lưng đòn dài rộng. Lưng dài. Đó, hai chân trước hai sau tôi quay tổng thể hết cái này xem rất kỹ ha. Cặp số 1 là cặp lỡ lứa 10 tháng ha. Cặp này 10 tháng, cặp số 2 là nó nhỏ hơn 1 chấm. Nè. Đây, cặp số 2 là nhỏ hơn 1 chấm là cặp này 8 tháng rồi nè, tối ngày 8 tháng. Rồi cặp số 2 nó nhỏ hơn 1 chấm là 8 tháng ha. Đó, cặp số 3 là cặp lỡ. Đó, cặp số 3 cặp này là nó một con nó 11 tháng rồi nè. Đó, một con 11 tháng. Phần đầu, phần cần, phần ghim vai, phần sân lưng, bản đùi. Đó, chân cẳng rất là to ha, xương cối luôn. Một con ba bê với lại một con Pháp. Con Pháp là con Pháp F2, con F2 là qua vòng 2 là con mẹ nó con Pháp, cái Pháp luôn nè. Rất là lớn con. Đầu tôi đủ không có biết gần ha. Đây. Ok. Này, cái chân đó là theo tôi nói nghe cái chân nó như cái trụ điện, tối thần cái chân không. Nghe anh ơi. Dạ nghe anh. Dạ. Em nghe nè. À, con ba bê kem với con Pháp đó là bao nhiêu tiền? Con Pháp số 4 đó anh. Con ba bê kem với con Pháp số 4 là con bò lỡ hay là con bò lỡ lứa anh? Vì em xuống xe em quay nó chung chung nó sẽ lớn nhỏ đứng tùm lum, giờ em quay riêng một lô nè, em giờ em đăng lên cái nữa anh xem cho kỹ ha anh. Dạ. Rồi rồi em đăng lên cái nữa anh coi kỹ là được một chốt giá luôn. Rồi. Cặp này cặp lỡ, con này 11 tháng anh, con Pháp F2 nè. Hai chân sau nè. Đây, hai chân sau rất là thẳng nè. Hai chân trước là xương rất là to. Bao này mà xương to mà nói xương to nha, không có nói chính xác. Đây hai chân sau. Chà đuôi. Đây. Tôi quay tổng thể cho anh xem rất là kỹ, lại đến trại mình xem cũng y xì là không khác gì hết. Con số 2 là con ba bê. Cặp lỡ cặp này là cái con này 11 tháng rồi anh em. Lớn bò. 11 tháng. Hai con bò lỡ lứa này là xương rất là lớn nha. Lưng dài dãy rộng rồi, 11 tháng. Nuôi đúng 8 tháng sức chuồng bán được 6 mấy 70 triệu thì được. Lớn bò. Bắt bò xấu rồi nuôi bán không tới giá này đâu. À, còn nguyên cái lô này một cặp số 2 là bò lỡ lứa luôn. Đây. Mình tính cặp số 1 đi, mình nói cho nó đi. Cặp số 1 là cặp Pháp lỡ lứa này.
Đây. Cặp số 2 là nó nhỏ hơn á, là 9-10 anh em. 9-10. Mấy con này mới có 8 tháng à. Đây. Con này hai con này 10 tháng nè. Hai con này 11 tháng nè. Đó, còn là con này con Pháp nhỏ hơn 1 chấm nữa. Những ba B kem. Cặp số 1 là cặp lỡ con Pháp với con ba B nè, cặp số 1 là con Pháp với con ba B. Cặp số 2 là con Pháp với hai con Pháp. Cặp số 3 là cặp Pháp luôn. Nó lẻ một con này là ba B kem. Địa chỉ tại đây mà Hương Lộ 19 xã Vũng Tân, huyện Mới Cày Bắc á. Mình đang gần nhà thờ ông Dầu. Anh em từ Vũng Tàu đến Củ Chi, Đồng Nai, Bình Dương, sắp với An Giang. Chúng tới Cần Thẻo cách chúng mình 30 cây, còn từ Sa Đéc, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp á, xuống tới thành phố Vĩnh Long, xuống mình đi đúng 25 cây. Mình ở đây là giáp ranh với sát bên chợ Băng Tra, là Phà Thanh Bình, Phà Chúng Liêm á, sân sát bên.